Liên quan đến bãi rác số 8 đã đóng cửa hơn 20 năm tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nằm chắn ngang dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Thông tin từ Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng, từ giữa tháng này sẽ bắt đầu di dời bãi rác. Đơn vị thi công sẽ đào sâu từ 8 đến 7 mét với chiều dài khoảng 145 mét, rộng 46 mét, di dời hơn 160.000 tấn rác nằm chắn ngang cao tốc và bàn giao mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 để thi công đoạn 150 mét trên tuyến nối của cao tốc Cần Thơ-Cà Mau với quốc lộ 1A. Rác được di dời từ trong khu vực giải phóng mặt bằng sang khu vực lân cận trong phạm vi bãi rác hiện hữu, rộng khoảng 4,3 hectare. Quá trình thi công sẽ lắp đặt hàng rào tôn tạm, bao quanh và bố trí đường tạm, đường công vụ, xử lý mùi hôi, kiểm soát côn trùng bằng chế phẩm vi sinh, thu gom bùn thải và nước rỉ rác. Kinh phí thực hiện di dời số lượng rác này là hơn 13 tỷ đồng, từ nguồn vốn giải phóng mặt bằng của cao tốc Cần Thơ-Cà Mau.